Mô hình RD của lớp 2 bài 1 nha. Đó, nó có cái dạng như thế này. Vậy thì làm sao để chúng ta vẽ ra được? Chúng ta vào đây. Phân tích cái đề nhé. Như vậy thì ở chỗ này tùy tùy người sẽ có vẽ hay không vẽ cái phần phía trên. Một công ty bất động sản có một số văn phòng tại nhiều địa điểm. Một số văn phòng. Như vậy thì một công ty có nhiều văn phòng thì chỗ này có bạn á thì làm thêm một cái thực thể là công ty. Đó, có bạn thì không. Nhưng mà cái chỗ này nó cũng không có quan trọng lắm. Bởi vì nó chỉ có mỗi công ty ABC này thôi chứ không có công ty khác. Cho nên là mình không cần tạo đó là một thực thể. Cũng được. Còn giả sử bạn có nhiều công ty bất động sản thì chắc chắn bạn phải tạo một thực thể ở đây. Tạm thời chỗ này mình không tạo thực thể này. Tại văn phòng có nhiều địa điểm. Mỗi văn phòng gồm thông tin, mã số văn phòng và địa điểm đặt trụ sở. Như vậy chỗ này chúng ta lấy cái từ văn phòng làm một thực thể. Được không? Rồi, văn phòng có gì? Có mã số văn phòng. Là cái gì ta? Địa điểm là gì? Cái mã số văn phòng và cái địa điểm này mình gọi là gì? À, tangible hay là thuộc tính của nó. Như vậy bây giờ chúng ta lấy văn phòng nè, mã số văn phòng nè, địa điểm nè. Như vậy thì chúng ta sẽ có entity là một cái thực thể của mình để là văn phòng. Rồi, văn phòng của mình thì mình thêm attribute vô là gì, là mã văn phòng, mã văn phòng, một cái attribute nữa là địa điểm. Đó, địa điểm văn phòng và địa điểm. Các bạn có nối lại được không? Nhớ là khi bạn chọn entity ha, entity thì bạn bấm add ở đây là nó dính luôn. Còn nếu như mà bạn bấm cái attribute ở bên ngoài thì nó không dính. Nó không dính thì mình dùng connect để mình nối vô. Rồi, mình xong cái bài đầu cái câu đầu tiên. Câu tiếp theo, mỗi văn phòng có một số nhân viên. Nhân viên. Mỗi nhân viên có mã số nhân viên và tên. Đó. Như vậy là mình đã thấy được cái gì rồi ta? Mã số nhân viên và tên. Như vậy mình phát sinh thêm một thực thể nữa là nhân viên. Như vậy chỗ này mình thêm một thực thể là nhân viên. Và nhân viên này có mã số nhân viên và tên, họ và tên. Đó, mã số và họ và tên. Mỗi văn phòng có một nhân viên làm trưởng phòng, một nhân viên có một hay nhiều người thân nhân. Như vậy chỗ này một nhân viên làm trưởng phòng, trưởng văn phòng. Đây mình chú ý chỗ này nữa. Như vậy thì ở chỗ này bắt đầu chúng ta tạo quan hệ luôn được rồi. Quan hệ cái gì? Giữa văn phòng và nhân viên. Như vậy thì giữa văn phòng và nhân viên có quan hệ gì? Chúng ta sẽ chọn connect từ văn phòng qua nhân viên. Được không? Lấy chuột văn phòng và kéo qua nhân viên. Thì chỗ này chúng ta đặt cho mối quan hệ là thuộc nhân viên thuộc phòng nào? Được chưa? Như vậy ở chỗ này chúng ta có thể nhìn nè, một nhiều nè. Nếu như đứng ở nhân viên thì có mấy văn phòng? Một văn phòng. Đứng ở văn phòng thì có bao nhiêu nhân viên? Nhiều nhân viên. Như vậy chỗ này đây là văn phòng nè. Đó. Như vậy đúng không? Văn phòng phải là nhiều ha. Thì mình nhìn qua nhân viên là mình thấy là nhiều nhân viên. Chỗ này là một. Một nhiều, một văn phòng mà nhiều nhân viên. Được chưa? Như vậy mình set một nhiều, được không? Rồi. Bây giờ nó có thêm một cái thuộc tính nữa. Thêm một cái thuộc tính nữa. Một cái thuộc tính nữa. Từ đây qua đây một lần nữa.
Thuộc tính thứ hai là gì? Mối quan hệ giữa cái người nhân viên này và văn phòng là gì đấy? Trưởng phòng quan hệ gì? Một 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 văn phòng thì có một trưởng, và một trưởng thì chỉ có một văn phòng thôi. Quan hệ một một được không? Kịp ha. Rồi tiếp nào. Mỗi người có thân nhân và thông tin thân nhân gồm tên, ngày sinh và mối liên hệ. Tên, ngày sinh và quan hệ, liên hệ hay là quan hệ là cha con, vợ chồng gì đó. Rồi như vậy trong này mình thêm một cái bảng nữa, thêm một thực thể nữa là thân nhân. Thân nhân thì có tên, ngày sinh, mối quan hệ. Tên, thân nhân, ngày sinh, mối quan hệ. Tên, ngày sinh, mối quan hệ. Vậy chỗ này có quan hệ gì? Connect giữa nhân viên và người thân ha. Đó, chỗ này mình để cái quan hệ là thân nhân đi ha. Người thân, thân nhân, quan hệ với chủ hộ, người thân mình để gì cũng được. Rồi người thân thì quan hệ sao? Một nhân viên có bao nhiêu người thân? Một nhân viên thì có sẽ nhiều người thân, và một người thân thì có một nhân viên. Tạm thời mình nghĩ như thế. Còn cũng có thể là một gia đình, hai ba anh em làm chung một công ty vẫn bình thường. Nhưng mà tạm thời mình cứ nghĩ thế thôi. Rồi, ok. Như vậy là mình đã có mối quan hệ này. Đọc câu tiếp theo. Công ty có danh sách các sản phẩm bất động sản cần bán. Thông tin về bất động sản ha. Đó, bất động sản gồm có mã số bất động sản, mã số bất động sản và địa chỉ. Đó, mình phân tích cái câu mà khi mà chúng ta đi gặp khách hàng á, thì người ta chỉ gặp mấy cái đầu dòng này cho mình thôi nè. Quan trọng mình là người lấy thông tin khách hàng thì mình lấy gì sao là tốt nhất. Chứ đôi khi là giữa cái người đi lấy thông tin khách hàng với cái người về design cái ERD nó trật lất à. Lấy xong về không biết sao làm hết. Cho nên là thường công ty cái người mà đi lấy thông tin khách hàng rất là quan trọng. Đó, rất là quan trọng. À, một số công ty thì người ta cho cái người mà ăn nói tốt, ăn nói hay, nhưng mà người ta lại không đánh mạnh về kỹ thuật, thì cái này cũng hỏng. Rồi một người đi kỹ thuật thì ăn nói không tốt thì quan hệ với khách hàng ngay buổi đầu mà khách hàng không ấn tượng về công ty thì cũng không tốt luôn. Rồi đến lúc training cũng vậy. Đến lúc mà khi mà triển khai dự án xuống á, thì cái anh mà ảnh giỏi kỹ thuật á thì ăn ăn nói dở, cho nên ảnh trình bày cứ lắp ba lắp bắp, ảnh đứng trước đám đông ảnh nói không được. Còn cái anh mà nói hay á thì nói trên trời không à, phần mềm có cái gì á ảnh nói ngoài miệng không à, mà bên trong ảnh không biết gì hết trơn á. Khi mà người ta hỏi kỹ thuật cái là ảnh ú ớ luôn. Thì thầy đi training cũng nhiều, mà thầy gặp người ta training cho thầy cũng nhiều, cho nên nó cứ gặp hai trường hợp nó đều có hết. Cho nên cái người training cũng cực kỳ quan trọng luôn. Nếu mà sau này các bạn vô công ty mà các bạn được phân công về training phần mềm nào đó cho khách hàng, thì các bạn phải trau dồi hai thứ. Thứ nhất là bạn phải thuộc cái phần mềm của mình không có, nhưng mình là dân kỹ thuật, mình phải nắm được cái phần mềm nó làm cái gì, chỗ nào ngóc ngách ra làm sao. Cần code mình không quan tâm, bởi vì mình là người training thì mình không cần code. Nhưng về cái khiếu ăn nói, mình đứng trước đám đông mình phải diễn giải được cho người ta hiểu. Như vậy các bạn làm training và các bạn là cái người đầu người cuối đó, đều rất là quan trọng đối với lại một cái công ty phần mềm. Người đó không cần giỏi lập trình nhưng mà hiểu hiểu rộng tí. Rồi
nữa là công ty bất động sản có mã số bất động sản và địa chỉ. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ có một cái entity nữa là bất động sản đi. Chúng ta để cho nó là bất động sản. Bất động sản thì có mã số và địa chỉ thì thêm actionable vô. Mã số bất động sản và địa chỉ. Rồi. Như vậy đối với lại cái bất động sản này có quan hệ với văn phòng như thế nào? Rồi mình để cái tên là thuộc đi. Bất động sản thuộc văn phòng nào? Và người ta nói tiếp nè, mỗi bất động sản được rao bán tại một và chỉ một văn phòng. Và mỗi văn phòng thì có nhiều bất động sản rao bán, có thể không có. Có thể không. Như vậy ở chỗ này, khi mà chúng ta tạo mối quan hệ chỗ này, chúng ta sẽ hết sức chú ý khi mà người ta lưu ý như vậy. Chỗ này nếu như mình làm bình thường đúng không? Mình làm bình thường thì mình làm vậy. Đó, mình làm bình thường thì mình làm vậy là ổn. Nhưng để mà có một và chỉ một hoặc là nhiều hoặc không thì chỗ này chúng ta sẽ thêm này là đó, một và chỉ một, còn bên này là nhiều hoặc không. Đó, được chưa? Nhiều hoặc không. Đó là về bất động sản. Rồi mỗi bất động sản có một chủ sở hữu, lại xuất 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 hiện thêm một cái mới nè, chủ nhân, chủ sở hữu. Hai từ này là một hay là hai mấy em? Chủ sở hữu một nha. Có nhiều bạn là tạo hai thực thể luôn á, nhưng mà thực chất là chỗ này một một thực thể thôi, được xác định mã số chủ sở hữu. Còn có tên, địa chỉ và số điện thoại. Thấy không? Người ta nói hai lần. Lần trên là mã số, lần dưới là tên, địa chỉ và điện thoại. Như vậy mình sẽ thêm một cái thực thể là chủ sở Chủ sở hữu có mã số. Mã số chủ sở hữu. Tên, điện thoại. Địa chỉ. Cái này tùy thêm mỗi công ty muốn quản lý cái gì. Ví dụ công ty người ta muốn gọi điện cho khách hàng thì người ta lấy số điện thoại. Có nhiều công ty người ta không chỉ là lấy số điện thoại không mà người ta còn lấy thêm email. Đó, thì tùy tùy theo mỗi công ty mà cái thuộc tính này nó khác nhau. Rồi mối quan hệ này, mối quan hệ giữa bất động sản và chủ sở hữu thì chúng ta sẽ đặt cái quan hệ cho nó, chúng ta gọi nó là sở hữu. Mình muốn đặt tên gì đặt mà cho nó dễ, nó thuận tai, nó dễ hiểu là được, chứ không nhất thiết là phải tên gì cả. Cái tên mối quan hệ này nè. Rồi mỗi người có nhiều bất động sản mà một bất động sản thì chỉ thuộc về một người thôi, cho nên chúng ta sẽ một bất động sản một chủ sở hữu, nhưng mà một chủ sở hữu thì có thể là có nhiều bất động sản. Một chủ sở hữu thì có nhiều bất động sản. Thực ra chỗ này chủ sở hữu này có thể không có bất động sản nào, có thể không có bất động sản nào, nhưng mà ngược lại một bất động sản thì không thể không có chủ, cho nên chỗ này chúng ta sẽ để là một. Đó là chúng ta phân tích cái sơ đồ của chúng ta như thế, cơ bản là cứ đọc đến đâu phân tích đến đấy thì nó sẽ dễ vẽ thôi, không có quá khó đâu với chúng ta với những cơ sở dữ liệu này. Kịp không mấy em? Kịp ha.
Rồi, sau khi mà các bạn thiết kế ERD thì các bạn sẽ xuất ra, ít bột ra các bạn có thể là chọn là chất lượng cao, các bạn chọn ra là remove cái background màu trắng đi thì chỉ còn cái hình thôi cũng được, còn không thì bạn để hình chất lượng cao. Chất lượng cao thì cái size của hình nó lớn hơn, chọn save. Rồi, đây đây lắp 2 RD được chưa? Rồi mình đã có được cái hình lắp 2 RD ở download.